Ngày xưa có một gia đình nọ, để gia đình có thể trải qua những tháng ngày sung túc. Ngày nào người chồng cũng nỗ lực làm việc từ sáng đến đêm. Nhưng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống của họ lại càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí bữa ăn cũng chỉ có 2 bát cháo loãng và 3 cọng dưa muối. Ông lão nhìn bát cháo loãng trước mặt ngán ngẩm lắc đầu. Ông không hiểu sao bản thân mỗi ngày thức sớm về muộn. Công việc bận rộn mà gia đình quanh năm vẫn nghèo. Hóa ra khi ông lão quần quật làm việc ngoài đồng, thì bà vợ ở nhà cả ngày thắp hương khấn Phật cái gì cũng không làm. Từ ngày này qua năm khác, lương thực mà ông lão cực khổ kiếm được cũng bị bà vợ mang đi cúng thần tài. Thấy tất cả tiền tài của mình đều dâng hết cho hương hỏa, hóa thành tro, ông già vô cùng tức giận, nói xong liền ném nắm hương ra ngoài cửa. Cảnh tượng này khiến bà lão kinh hãi. Sau khi thành khẩn xin lỗi thần tài, bà bắt đầu đổ lỗi cho chồng. Không chỉ có vậy, sau khi đặt lại lư hương, bà còn kéo ông già đến xin lỗi. Thấy chồng từ chối, bà vậy mà nói vụ mùa năm nay bội thu, tất cả đều nhờ bà thờ thần tài. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau to, mỗi người giữ quan điểm của mình và cho rằng bản thân đúng. Không còn cách nào khác, ông lão phớt lờ vợ, một mình ngồi dưới mái hiên. Nhưng đột nhiên đầu ông nảy ra ý nghĩ vô cùng táo bạo. Ban đêm, tiếng ngáy của hai vợ chồng vang vọng khắp nhà. Nhưng giây tiếp theo, ông già bỗng nhiên bật dậy, dò dẫm đi đến chỗ bàn thờ, rồi lấy sợi len trong áo ra buộc vào lư hương. Sau khi sắp xếp xong tất cả, ông già vội vã quay trở lại giường, sau đó cầm sợi len kéo mạnh, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, lư hương nặng nề rơi xuống đất hóa thành trăm mảnh. Bà lão thức dậy, rất nhanh đã phát hiện lư hương vỡ. Khi bà đang vô cùng lo lắng vì bản thân đã xúc phạm thần tài, ông già đột nhiên hét lên. Ông liên tục la hét xin thần tài tha mạng. Bà vợ sợ hãi vội vàng chạy đến xem thử, nhưng ông lão nói rằng vì ông đã xúc phạm thần tài, bây giờ sinh mệnh chỉ còn 1 năm, trừ phi mỗi ngày ông đều thắp hương thì thần tài mới đồng ý tha thứ cho ông. Cứ như vậy, công việc của hai người hoán đổi cho nhau. Bà lão hết lòng ở nhà kéo sợi, còn ông chồng phụ trách đi khắp nơi thắp hương cúng dường. Nhưng đó chỉ là những gì bà già nghĩ. Hàng ngày ông lão lặng lẽ cầm cuốc ra đồng làm việc. Thời gian từng ngày trôi qua, xuân qua đông tới, chớp mắt thời hạn 1 năm đã đến. Nghĩ đến việc ông chồng cực khổ làm việc, bà lập tức rơi nước mắt. Nhưng ông lão không nghĩ vậy, còn vui vẻ bước ra khỏi nhà. Bất chi bất giác lại 1 năm trôi qua, nhưng ông già vẫn chưa về. Bà vợ khóc lóc đến nỗi cơm không muốn ăn. Đúng lúc này, ông lão kéo một khung cửi với con bò bình an trở về, đến rau dưa cháo loãng cũng trở thành thịt cá cơm canh. Bà già, bà có thể miễn cho tôi làm việc 1 năm, kiếm tiền để mua thêm gia súc, còn có chiếc xe. Những ngày trôi qua thật vui vẻ sung sướng. Sau khi biết được sự thật, bà già không còn chuyên tâm cầu Phật mà làm việc chăm chỉ. Kể từ đó, cuộc sống của họ ngày càng sung túc. Ông lão vừa đưa tay vuốt ve con mèo, không ngờ cơ thể bỗng trẻ ra 20 tuổi. Điều này làm ông vô cùng sốc, thế là không thể nhịn được, ông dùng đôi tay của mình điên cuồng vuốt ve con mèo. Đợi đến khi bản thân ngẩng đầu một lần nữa, ông đã thay đổi quay trở về thời trung niên của mình. Phải biết rằng thanh xuân là vô giá. Người đàn ông nhìn con mèo, ông còn muốn mình trẻ hơn nữa. Vì vậy, đã tóm lấy con mèo, người đàn ông thô lỗ chà lên chà xuống, cho đến khi mái tóc hoa dâm chuyển thành màu đen tuyền. Nếp nhăn quanh mắt biến mất, người đàn ông trở lại thành một thiếu niên trẻ tuổi. Đột nhiên con mèo thoát ra muốn chạy trốn, người đàn ông đuổi theo, nhưng không biết tại sao, khi rượt đuổi đến một góc phố, con mèo đột nhiên biến mất, người đàn ông không cam lòng. Anh ta tức giận đến mức dùng chân đá mạnh xuống đất. Lúc này anh không biết, vì lòng tham vô tận này, chẳng mấy chốc anh ta sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp. Nhìn vào một quán bar bên kia đường, nơi những người trẻ tuổi trò chuyện, cảm giác mất mát bấy lâu bỗng khiến máu anh sôi lên. Sau một lúc do dự, anh ấy đã chọn tham gia. Ở bên kia con mèo đến nhà một phu nhân, thấy bà ấy đọc sách trên ghế sofa, nó ngay lập tức ngoan ngoãn đi qua. Phu nhân không nghĩ nhiều, nhìn thấy một con mèo đáng yêu như vậy, liền để nó tự do đi lại. Sau đó phu nhân đọc sách, trong lúc vô thức bà đặt tay lên người con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng mấy chốc trời đã tối. Người đàn ông về nhà muốn tặng cho vợ một bất ngờ. Kết quả bị con mèo dọa hết hồn, anh vội vàng chạy đến muốn bắt nó, nhưng vẫn là chậm một bước. Đột nhiên anh nảy sinh ra dự cảm chẳng lành. Người đàn ông quay lưng lại nhìn vợ, quả nhiên, lúc này người vợ của anh đã biến thành một bà lão. Điều tồi tệ hơn là giọng nói của cô ấy cũng trở nên yếu ớt cho đến lúc đó. Người đàn ông cuối cùng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Con mèo có thể khiến con người trẻ ra, ngược lại, nó cũng có thể khiến mọi người già đi. Kết thúc câu chuyện, bàn tay của người vợ từ từ trượt xuống khuôn mặt của người đàn ông. Bà ấy đã ra đi mãi mãi, mà con mèo làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Ở đời không ai cho không ai cái gì, mọi thứ trên thế gian đều phải đánh đổi mới có được. Vào một ngày hoàng thượng bỗng nhiên thăng thiên, ái phi: "Bệ hạ, thiếp không muốn rời xa người đâu, được vậy nàng hãy bồi táng cùng ta." "Hả? Để sau khi mình chết tiếp tục có người hầu hạ?" Hoàng đế cổ đại đã thiết lập ra một chế độ vô cùng tàn nhẫn, tuẫn táng người sống, việc này có nghĩa là lựa chọn phi tử và thần tử thân thiết của mình để cùng chôn cất. "Ôi, thiếp không muốn, bạn có tò mò người bị tuẫn táng ở trong mộ sẽ như thế nào? Họ sẽ sống được bao lâu không? Đầu tiên là thiếu nước và đồ ăn. Theo thí nghiệm khoa học,
con người có thể sống sót 7 ngày mà không cần ăn. Nhưng không uống nước thì chỉ có thể sống được 3 ngày. Nếu dưới mộ không có thức ăn và nước, dù bạn có ngoan cường đến mấy cũng chỉ sống được khoảng 2-3 ngày. Không chịu nổi nữa rồi, thịt ta muốn ăn thịt. Trong một số lăng mộ hoàng gia được khai quật, di cốt của rất nhiều người bồi táng ít nhiều cũng có vết thương. Vì thế chuyên gia suy đoán, những người bị bồi táng đã tự tàn sát lẫn nhau, tranh giành thức ăn để kéo dài sự sống. Một vấn đề đau đầu hơn đó chính là oxy để thở. Để di thể của hoàng đế được duy trì trong thời gian dài nhất, huyệt mộ hoàn toàn bị bịt kín, vì thế không khí không thể lưu thông. Việc này cũng có nghĩa là khí oxy trong hầm mộ càng lúc càng ít đi, cho đến khi ánh sáng hấp thụ tạo thành môi trường thiếu phí. Ôi trời, nếu huyệt mộ quá nhỏ, ví dụ mấy chục mét vuông, oxy chỉ trong một ngày sẽ bị tiêu thụ hết. Nếu huyệt mộ lớn hàng trăm mét vuông, không khí bên trong có thể giúp con người sống sót thêm vài ngày. Oa, sảng khoái. Nhưng mà, còn phải xem có bao nhiêu người bị bồi táng cùng bạn. U là trời. Tục lệ tuẫn táng người sống tàn nhẫn này mãi đến Khang Hy đời nhà Thanh mới bị bãi bỏ. Vì thế trong phim, khi hoàng đế băng hà, hoàng hậu và cả đám phi tần khóc lóc thảm thiết, thực ra không phải khóc thương hoàng thượng, mà là khóc cho thân phận bi thảm của mình. Rất nhiều người nghĩ rằng, trước khi hoàng thượng lâm chung mới chuyển ngôi cho thái tử, con trai, hãy làm cho thật tốt. Nhưng ở thời cổ đại, có một nhóm hoàng đế chưa chết đã thoái vị, trở thành thái thượng hoàng trong truyền thuyết. Vậy thái thượng hoàng sẽ sống cuộc sống về già như thế nào? Nỗ lực sinh con, đại biểu là Đường Cao Tổ Lý Uyên. Sau khi Lý Uyên nhường ngôi, không được con trai Lý Thế Dân xem trọng, cuộc sống không có tự do, giống như ngồi tù vậy. Ra ngoài là có người canh chừng, ta chỉ muốn đi dạo, như vậy cũng không được sao? Để bù đắp cho lão phụ thân, Lý Thế Dân đã mang đến cho ngài rất nhiều mỹ nữ. Lý Uyên không có việc gì làm, đành phải đẻ thêm con cho đỡ buồn vậy. Chỉ trong 10 năm đã sinh cho Lý Thế Dân đến 3 cậu em trai. Tà tâm không dứt, đại biểu Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn. Sau khi Chu Kỳ Trấn bị bắt trong sự biến thổ Mộc Bảo, được đệ đệ Chu Kỳ Ngọc Tôn làm thái thượng hoàng. Gì dạ, ta trở thành thái thượng hoàng rồi sao? Sau khi quay về Minh Triều, Chu Kỳ Trấn ngoài mặt rất trung thành, thỉnh an hoàng thượng đã ăn chưa? Nhưng sau lưng thì âm thầm cùng Tào Cát Tường và Từ Hữu Trinh âm mưu tạo phản, đặt lại hoàng vị. Ha ha ha, Tử Cấm Thành, hoàng đế của các người quay về rồi, làm việc hời hợt, đại biểu Càn Long. Càn Long là hoàng đế duy nhất tự nguyện thoái vị để không vượt quá thời gian trị vì của ông nội Khang Hy. Vì thế vào năm Càn Long thứ 60 đã nhường ngôi cho Gia Khánh. Phụ hoàng, con nhất định sẽ làm thật tốt, không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Nhưng bây giờ người có thể nhấc người lên chút không? Hả, con nói gì, ta không nghe thấy. Mặc dù là thái thượng hoàng, nhưng Càn Long vẫn sống trong dưỡng tâm điện, Gia Khánh chỉ có thể sống trong dục khánh cung của hoàng tử. Mọi việc lớn trong triều đều phải được Càn Long gật đầu đồng ý, niên hiệu Gia Khánh chỉ sử dụng bên ngoài, còn trong cung vẫn sử dụng tước hiệu Càn Long. Thái thượng hoàng như vậy thì ai dám lệch được chứ? Trong phim truyền hình, thường xuyên nhìn thấy quan phủ dán lệnh truy nã để tìm bắt tội phạm. Rất nhiều người đều thắc mắc, vẽ trừu tượng như vậy sao có thể bắt được người? Đáp án là có thể, tuyệt đối đừng để bị phim ảnh lừa. Quan phủ cổ đại có người chuyên việc vẽ chân dung, kỹ thuật vẽ của họ rất cao siêu. Chỉ cần nhân chứng miêu tả đầy đủ chính xác, có thể vẽ ra bức chân dung tên tội phạm rất dễ nhận biết. Tóc rẽ ngôi, lưng đeo túi, còn biết nhảy. Thứ hai, giao thông thời cổ đại rất bất tiện, phạm vi hoạt động của mọi người cũng chỉ trong khoảng 10 dặm 8 thôn. Vì thế rất dễ nhận dạng, dù cho lệnh truy nã vẽ có xấu tí, nhưng chỉ cần có một đến hai đặc điểm đặc biệt thì sẽ rất dễ dàng tìm ra. Ví dụ như mũi to, mắt nhỏ, còn có một nốt ruồi. Ôi đại ca, không phải là ông sao? Mẹ ơi cứu con. Người xưa bắt tội phạm không chỉ dựa vào ảnh chân dung, ngoài ra còn có một bộ quy trình chuẩn. Thứ nhất, trọng thưởng lớn, trên lệnh truy nã quan phủ sẽ viết rõ tiền thưởng. Số tiền thưởng này có khi bằng thu nhập cả một năm của những gia đình bình thường. Rất nhiều người muốn bắt được tội phạm kiếm tiền thưởng. Thứ hai, chế độ tội liên đới, không được nhận tiền thưởng. Ví dụ người thân hoặc bạn bè phạm pháp, muốn bắt cha tôi sao, bao nhiêu tiền cũng không được. Một số triều đại quy định chế độ tội liên đới, nếu không khai báo chắc chắn sẽ bị xử phạt. Tôi hối hận rồi, cuối cùng chứng minh thân phận. Người xưa muốn ra ngoài cần phải có lộ dẫn, cũng chính là giấy thông hành, nếu không sẽ không thể vào khách quán hoặc xuất thành. Nếu bạn không lấy ra được thân phận sẽ bị nghi ngờ, bị kéo đến chỗ quan phủ xác nhận. Vì thế mà thân phận của phạm nhân bị bại lộ, ta lên núi trốn cũng không được sao? Núi ở thời cổ đại rất nhiều thú dữ, nếu bạn không có võ thuật thì thôi, cũng đừng hy vọng gì nữa.